Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh thiết bị an ninh 24 giờ. Đây là cái đầu ghi hình 4 cổng của hãng KBVision nha các bạn. Cái đầu này gắn được 4 con camera analog và nó ép thêm được 2 con camera IP nha. Đây là cái màn hình nó đã xuất ra được 5 con, trong đó 4 con camera analog và 1 con camera IP. Bây giờ mình ép thêm cái chỗ con camera màu đen đen nè, cái vị trí đen đen này, một con camera IP nữa nha các bạn. Chỉ có thể thêm được camera IP thôi nha. Các bạn thấy vị trí từ cái đầu thu cho tới cái vị trí lắp đặt mới đó, cái con camera mới đó, nó rất là xa, nó đi nẹp ngoằn ngoèo, rất là phức tạp nha các bạn. Nếu mà mình chọn camera IP có dây thì không khả thi nha, rất là mất tốn công nha các bạn. Đây là vị trí lắp đặt mới nè. Đó, bạn thấy người ta đã gắn một con camera analog để quan sát cái sân, để quan sát xe ở phía trước. Cái yêu cầu của người ta là người ta muốn gắn thêm một con camera để quan sát ngay chỗ cái ngã ba, vị trí có người đang đi á các bạn. Đó, gắn một con chiếu ra đó để quan sát ở khu vực đó, camera khu phố á. Thì mình đặt ngay vị trí này một con camera không dây nha các bạn. Mình sẽ chọn camera không dây nha, tại các bạn thấy đó, lúc nãy đi cái dây là không khả thi nha. Bạn thấy cái nẹp nè, nó cứng hết rồi, cho nên khi mà mình đi dây nữa thì không khả thi, hoặc là thay nẹp nó rất phức tạp nha. Cho nên mình chọn cái camera không dây nha các bạn. Đó, bạn nhìn nó rất là phức tạp, đi nó rất là xa. Rồi bây giờ mình sẽ chọn một con camera không dây iMount nha các bạn, của hãng iMount đó, để thu bắt sóng wifi nha, không sử dụng tới dây nha các bạn. Bạn có thể sử dụng các hãng khác như KB One hoặc là Avid gì đó. Mình lắp lên nè, bắt đầu việc đầu tiên là bạn cài nó xem qua điện thoại trước nha. Add nó vào trong điện thoại trước, xem trên điện thoại để cho nó nhận cái wifi của hiện hành nha các bạn. Sau đó bạn add nó vào trong cái đầu thu nha. Đó, ở trên cái chỗ cái camera mà chưa có add đó, chỗ đen đen đó, nó có cái dấu cộng, bạn nhấp vào, bạn add cái camera vào. Đó, mình add thành công nha các bạn. Như vậy là giải pháp này mình chọn cái camera không dây nha các bạn, nó rất là phù hợp nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video thật sự hữu ích, hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.